Vậy thì mình sẽ học xong để học học sớm. Học đúng giờ nghỉ sớm nha. Dạ. Đã uống thuốc gì chưa? Con đã uống thuốc gì chưa? Rồi thế thì ok. Bắt đầu luôn nhé. Welcome to the class. Today we move to a new lesson, but it's all also related to food and drink. I'm so hungry. Are you hungry? My cousin can make more delicious than that. Wow. Is that he or she is a cook? No. No? He was a student. But he can cook. Tại vì là anh ấy lớp 3 rồi. À không phải lớp 3, là anh đại học rồi. Oh yeah. Và nấu rất là ngon luôn. Em tới đây. Thế là he cook for you. He cook for you. He cook, but he share my mom and I. And my mom said my cousin cook it. Wow. Are you hungry? No. No? Are you thirsty? No. Okay, that's good. So, but I think I need to control myself. When I look at food, I feel hungry again. Let's start with our lesson. What's for dinner? Unit 15. What's for dinner? What for dinner tonight? Who? Sorry. I eat soup. You ate because you have ate. Con ăn rồi đúng không? I ate soup. Okay. For me, I had beef, vegetable, and fish for my dinner. Yeah, it's so delicious too. The first one. Yeah, the first one. We have the first word. Very easy. No? Can you see? The first one. Oh, why is it here? Giraffe. 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 Can you see the giraffe on your right? She is so cute. Okay, yeah, it's easy. Next one. It's là con cao cổ, hương cao, cao cổ. Chính xác. Tiếp theo, next one, number two. Frightened, frightened. Frightened, frightened, frightened. Frightened. Đó là frightened. Thế nhỉ, kiểu như là đơn từ, nếu mà nó không phải là tính từ thì mình gọi là frightened. Nhưng mà bây giờ nó chuyển thành tính từ thì nó lại nuốt cái âm này đi. Đó là frightened, frightened, frightened. Nghe nghe người ta đọc là nốt âm rất là hay. Frightened. 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 Good. Frightened. Con nhìn bạn Spawn này, bạn Spawn đang cảm thấy như thế nào? Sợ. Sợ hãi. Yeah, afraid. Hoặc là feeling fear. Nó cũng bằng với từ scare luôn á. Rồi, tiếp theo. Very easy. Chopstick. 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 Yeah, very good. Đôi đũa. Number four. Knife. 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 Cái gì mà cắt phải như này? Gần dao, đúng rồi. Nhưng mà nói đùa nha, không có như vậy đâu. Cái này chỉ cắt để cay thôi. Không có như này nha. Cái này có đùa cho vui thôi đấy. Đâu. I'm dead. Next one, the last one. Cooker. 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 Nó bằng nghĩa với từ stove. Bằng một cách nào đó, stove là thực ra nó là cái bếp lò. Nhưng mà cooker ở đây thì mình hay dùng là gì? Cooker bằng cái nồi cơm điện. Nhưng hiện tại thì
vì cái nồi cơm điện của mình nó rất là hiện đại, nó có thể nấu rất là nhiều món luôn. Ôi, nó còn làm sushi nữa. Wow, thật là quá. Trời ơi, nồi cơm điện mà, nồi cơm điện thì cô chị nghĩ này, có ninh, hầm, xào, kho gì gì đấy thôi. Chứ làm gì mà sushi, sushi là đồ sống. Nó không phải làm sushi mà nó đun cơm để làm sushi chứ. Ừ. Nó rất là nhiều công dụng nhờ. Còn chữ còn con nhìn này, stove, stove. Cái hình cuối cùng đấy, nó là cái lò. Con sẽ bỏ vào, bỏ bánh, bỏ đồ vào xong con bấm để cho nó nướng, hoặc là ở phần trên có cả bếp luôn, ở dưới là lò đấy. Ở đây là bếp, nó có nhiều. Sao nhỉ, cái từ stove này tiếng Anh thì ví dụ tất tiếng Anh á, nó hay gộp lại, ví dụ như là Việt Nam mình là chia ra này, bếp than, bếp củi, bếp lò, bếp điện, bếp vân vân đúng không? Nhưng mà tất cả những cái đấy trong tiếng Anh của mình chỉ gọi đúng một từ, đó là stove. Thế thôi. Đó. Rồi, tiếp theo nào. What are your favorite animals? My favorite animal is rabbits. Is rabbit? Dog. Dog. I know. Rabbit, dog, gà con, chick. And hoặc là you can say little chicken cũng được. Little chicken. Why do you like them? Why? What is so cute? They are them because they are so cute. Yeah. Yeah. Ooh, that is a baby sheep. Sheep. Right? It's so cute. All the animal in the picture was a baby. Yeah, of course. They look, because they are all small. They are so old. Yeah, they are all cute. Yeah, next one. Now you listen and draw lines. Yeah, how many names are there? There are 8 names. But how many animals, how many characters? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Really? Are you sure? Yes. No, it's 9. What can you see? What can you see? Tell me. Tell me. The first is a panda. A panda, a spider, a kangaroo, an octopus. A bear. Good. A giraffe. Yeah. A parrot. Parrot. And? And a bird? No. Ooh, not a bird. A bird. But you can see. What is the 2 giraffe carrying? The green one. You can see? The green. Parrot. No, the green. You can see the green. This one. Mm-hmm. Oh, snake. Yes. That's the reason I said 9 kinds of animals. Huh? They are playing skipping rope with a snake. Tội nghiệp. Con snake kia. Yeah, of course. Right. Now let's listen. Mình sẽ nghe nha. Okay, where are, just khi nghe, before we listen, answer some questions. Where are these animals? Where? In the jungle. They are. They're in the jungle. They are in the jungle or in the forest? It's the same. Hai cái từ này tương tự nhau nha. What are they doing? They are cooking and playing. Rồi, cooking and playing nghĩa là họ chúng nó đang đi đâu đây? Như thế này gọi là đi đâu nhỉ? Go to a picnic. Go to
Yeah, eating, dancing, skipping, cooking, vân vân. Và nói chung mình có thể nói là they are going on a picnic. What kinds of animals are they? Rồi chúng ta đã trả lời câu hỏi này xong rồi nè. Được chưa? Ờ, con kia, cái bird kia người gọi là swan á. Cô không nhận ra nó luôn tại vì cái mỏ nó xấu quá. Cái con màu trắng á. Trong này đâu có. Trong này đâu có là con rắn đâu. Ừ. Nhưng mà mình có nhìn thấy không? Thì mình cứ tính đi chứ. Nhưng mà con đâu có thấy đâu. Cái đó như là cái dây, như là cái dây xong rồi nó lôi xuống á. Cái dây không phải đâu. Dây gì mà lưỡi lại chia ra hai nửa giống như là con ở trên áo này. Bây giờ có thể ở dưới này người ta biết thiếu, mình biết thêm mà thôi, không sao cả. Không sao cả đúng nhé. Trời, what is your favorite animal in this picture and why? My favorite is a panda, parrot, and a swan. Tôi có thể nói là my favorite animals are, nếu con xác định là con nói nhiều con, hoặc là nếu không con chưa biết thì có thể nói là I like pandas gì đó. Rồi đấy mình liệt kê thoải mái luôn. I like pandas, spider, parrot, and a swan. And a swan. Do you like parrot? Do you like spider? No. Why don't you like spider? Why don't you like spider? Tại sao con lại không thích spider? It's so dangerous and so so ew. Ew, it's a ew. Oh my god. Okay, why do you like panda, parrots and swan? Because the panda is in China. It's a symbol of China. So it's now it's all died. It's going to be extinct. Extinct. Tuyệt chủng, nó sắp bị tuyệt chủng đúng không? Tuyệt chủng hết rồi. Chưa hết, ta vẫn còn một vài con nhưng mà đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Rồi, tiếp theo. Ủa? À, rồi đây. Now, before listening, correct some sentences about the pictures. Chúng ta sẽ có một vài câu để miêu tả về bức tranh này và nhiệm vụ của mình phải tìm ra lỗi sai và sửa cái câu đấy trước đã nào. There are five sentences. Okay? Bây giờ cô sẽ cho con thời gian để con tự đọc và con tự làm nhé. Con thấy chỗ nào sai thì con hãy lấy cái annotate con gạch chân lại cho cô. Cái chân lại xong tí nữa mình sẽ đọc lại cho cô cái câu đúng. Ok. Đọc phát là thấy liền. Khùng. Cái chân nâu này là có phải cả video animals. Wait me a minute, let me. Sao vậy? Sao vậy? Nó vút vút vậy. Okay. Hey, wait. Number 2 and number 5. Wait me a minute. Trời ơi.
Five thì con làm rồi, nhưng mà để con tẩy cái này đi đã. Okay. Okay. Number five còn mà. À, rồi cô thấy rồi. Number one. Nào bây giờ read the right sentence. An animal that's wearing a hat is cutting a pizza into pieces. Bắt đầu là pizza không? Pizza. Pizza. Cut a pizza into pieces. Into pieces. Pieces. Yeah, very good. And next one. There. Animals with wings. How many animals? Con nào có bao nhiêu con ở cạnh? Two. There are two animals. Hoặc là bây giờ ví dụ nha, nếu mà bức tranh này mà không có thì khi mà mình dùng với no animals thì mình phải dùng là there is, được chưa? There is no animal thì đúng ngữ pháp. Còn nếu trong bức tranh này thì mình có hai con có cánh thì con bưng luôn hai con có cánh vào cho cô. There are two animals with wings in this picture. Number three. The umbrellas color are same. Yeah, are same. Number four. Three glasses are on the table. Mm-hmm. And number five, the last one. The table where the panda is, panda. Is sitting. Is sitting is mm-hmm. I don't know. Square, nhớ không? Square. Yeah. That's right. A pizza. Two. Similar. Hoặc là khi mình nói là the same, same là y chang nhau thì mình có thể nói là similar, tương tự. Similar. There are three and this is square, square nè. Square này vừa có nghĩa là hình vuông mà nó vừa có, nếu mà con mà thấy nó viết hoa, ví dụ trong một cái từ như là Times Square thì nó có nghĩa là quảng trường đấy nhá. Right, I have learned. Yeah, okay. Now, time to listen. Oh. 15A. What's for dinner? Listen and look. There is one example. I'm reading a funny book, Dad. It's for younger children, really, but I don't mind that. The story's about the animals in this picture. Oh, they're having a picnic. They look very strange. Yes, they do. And all these animals have names. Can you see Paul? He's already sitting on one of the seats. Do you mean the animal with the chopsticks? That's right. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. Okay, do you need to listen one more time? No. Okay. I'll spend time for you. Teacher. Yeah. Why did you know? Con có hỏi là có nghe lại lần thêm lần nữa không? And you said no. Nhưng cô đã dừng. Hết bắt đầu nói chuyện đọc lần hai rồi đó. Okay, now listen. What are they eating? It's difficult to see. Sausages and burgers, but I think the cook burned some of them. What's the cook's name? Harry. He likes wearing that red hat in sunny weather. He sometimes wears sunglasses too. The two giraffes are enjoying themselves. Look.
Yes. The shorter one's called Vicky. I didn't know that parrots can skip. Well, this one can. What kind of juice is that spider drinking? It's mango juice, I think. Well, it's enjoying it. What's its name? Jill. It's a really strange spider. If it wants to, it can change the colour of its body and legs. What a good idea. I'd like to do that. Dad. And look, there's Richard. Which animal is that? The one with the camera in its arms. Does it like taking photos? Yes. It's looking at some on the little screen. And here's Anna. She likes whistling to music all day long. Why is she moving her wings up and down? She wants to fly off to fetch some more food, I think. I can't remember. I see. So, what will the other animals do after their picnic? I'm not sure. I have to read more of the story to find out. Okay, now let's check out the answer because you have no chance to listen. Joy, vậy thật. How about these two names? You didn't hear that or you cannot draw line? I didn't hear that. Okay, now let's see. The first one. Harry is the cooker, the cook. The short giraffe is Vicky. Jill is the spider. Richard is an octopus with a camera. Anna's, what is she doing? She's listening to the music. Yeah, she's listening to the music and she whistling. Con biết từ whistle không? Huýt sáo. Và cô ấy đang huýt sáo theo con nhìn thấy mỏ của cô ấy kìa. Whistle. Đó. Và khi mà chuyển sang doing thì là thành whistling, like this, huh? Rồi tiếp theo nè. Yeah, just we have 8 names with 1 example, and you have and 5 names are drawn. Very good. What are these animals eating? The first one, the panda. Okay. Sausages. Apple, grape, and green apple, and the bear is cutting the pizza. Pizza, sausages, I think some meat, red apple, green apple, grape, and pasta. Yeah, a lot of things like sausages, burgers. Can you see burgers? No. I think it's at the burn. They are like doing something to eat the burgers, like maybe they are making them. Pizza, pasta. You can see the panda using chopsticks to eat pasta. Huh? And one of them is drinking mango juice. This is spider. Do these animals really eat and drink those things? Yes. No, in the natural, in the real life. No. No, okay. What do these animals usually eat? How about, for example, the pandas? Panda will eat the bamboo. The bamboo. How about the spider? The spider will eat some
Insects. Insect. How about a kangaroo? Kangaroo will eat grass. Grass. Octopus. Well, octopus will eat, I don't know. You don't know about octopus? It one of eat fish or something like that. How about the bear? Fish. The bear eats honey. Honey, honey. Giraffe. The giraffe. It leaves. Leaf. Yeah. The parrot. Some nut. Nut or fruit. Fruit. How about the swan? Swan. The swan eat fish. Fish. Very good. Kangaroo can eat grasses or plant. Pandas like plant, especially bamboo shoot. Really. Shoot, bamboo shoot nghĩa là chỉ là cái phần mềm của cây trúc thôi nha. Cái phần cứng không ăn. Nó sẽ tước hết tất cả những cái lá đi. Yep. Giraffe leaves, spider, insect, very good. Bears can eat a lot of things. Honey, fish, meat, fruit, insects, plant. Have you ever watched a bear catch the fish? No. It's really like fantastic. The bear go into the stream and catch the fish with his mouth and his hand. His hand very good. Bear like to eat fish a lot, especially brown bear. And you can see it's polar bear. Polar bear is also swim into the sea, into the oceans to catch the fish. Yeah, good. Next one, parrot. Parrot can eat fruit, beans, vegetables, and nuts. And octopuses, they eat seafood, not only fish, they can eat shell or something in the sea. Or maybe shrimp, maybe another octopus. A smaller octopus than that. Okay, now read the text and choose the word. We have one word to see. Okay. The first one is done for you. Swan is the largest water bird in the world. You often see wild swans on lakes or river. Okay, now your turn. You will circle on your answer. I think it's easy for you. 5 minutes enough. If you come, just ask me. Thank you.
Oh, the ant. Meet me. Number 10, number 9, number 10. No, always. Okay. Wood or can are good. Okay. See? Now read for me from the first to the bottom. Swans are the largest water birds in the world. You often see white swans on lakes or rivers. Most animals are white, but you can also see black swans in some countries. Swans look lovely, but be careful. If one came really near to you, if a swan suddenly feel frightened, it will be to fly away. It might hurt you. Swans have really strong wings. Their necks are longer than another bird's necks because they usually use them to help find food in the water in a river. Here are lots. Con phải vào there mà. In the river there. There's lots of plants and insects for swans to eat. Swans live together in pairs of families. Young swans don't usually leave their parents during the next new babies join the family. Some swans don't like cold winters, so when it starts getting colder, all wonderful birds begin a long journey at warmer chimney or warmer in adventurements. While swans usually live for about 20 years, but swans who live in places like zoo would live for 50 years. Okay, the first one, I want to correct your pronunciation. Mình sẽ sửa những cái lỗi phát âm trước nha. The first one, this one, try to fly away and might hurt you. Next one, any other. Next one, journey. But the last one, environments là gì biết chưa? Môi trường. Một số loại swan thì nó không thích mùa đông lạnh, cho nên là nó sẽ bay đi và tìm một nơi ấm hơn, di cư đấy. Và bây giờ mình cùng dịch lại cái bài này nha. Swan là loài chim như thế nào? Là loài chim lớn nhất. Lớn nhất trên thế giới. Và mình sẽ thường nhìn thấy swan có màu gì? Màu trắng. Nhưng đôi khi chúng ta cũng sẽ nhìn thấy những con swan màu đen. Ở trong một vài quốc gia được gọi luôn là thiên nga nhá. Rồi, thiên nga thì trông thế nào? Đẹp không? Look lovely, rất là dễ thương, nhưng phải cẩn thận. Tại sao? Nếu như nó
Rồi if one comes, đây là câu bình thường thôi, nó con không came nữa là quá khứ, là đã đến gần. Nhưng bây giờ người ta chỉ bây giờ đang kể, đang tả về sự thật về con swan này, thì con dùng hết thì bình thường cho cô, thì hiện tại mình thì hiện tại đơn cho cô nhé. Nếu mà một con thì số ít cho nên mình comes mình phải chữ s nè. Nếu mà một con mà lại gần bạn thì đôi khi nếu mà nó lại cảm thấy tự nhiên bị dọa ấy, kiểu đôi khi mình làm nó giật mình ấy, feels frightened, nó có thể bay đi và nó làm tổn thương đến mình, tại vì cái cánh của nó rất là khỏe, nó không cố ý làm tổn thương đến mình nhá, nhưng mà đôi khi nó lại gần mình, nhất là đối với những con nhỏ ấy. Con swan nó cũng lấy cái mỏ mình chọc á, lấy cái mỏ mình chọc. Ra cái con mà hay chọc là con ngỗng, con goose, con đấy nó cũng to, nó cũng nhìn nó cũng giống con swan á, nhưng con swan hiền hơn một chút thôi nhé, nhưng mà thực ra swan nó cũng rất là dữ, nhiều con rất là dữ, nó cũng lấy cái mỏ nó sẽ mổ mình, nó không có mỏ cũng mổ chẳng đau luôn. Nhưng không, nếu mà nó mà mổ thật sự mạnh ra nó vẫn đau đấy con. Người ta hay nuôi ví dụ như con loài ngỗng á, nó cũng dần giống như là swan nè, nhưng mà ngỗng dùng để trong nhà thay cho chó luôn, là con biết nó dữ cỡ nào rồi đó. Rồi tiếp theo nào. Và cổ của chúng thì sao? Cổ chúng dài. Dài hơn bất cứ cổ của loài chim nào. Thực ra chỗ này con có thể dùng luôn là nếu mà bây giờ viết lại câu thì mình sẽ viết như thế nào? Dài hơn bất cứ loài chim nào. Vậy thì có con nào cổ dài hơn nó nữa không? Không, vậy thì nó là dài nhất. Ví dụ mình có thể nói là Tennis are the longest neck in the bird. Đó. In the water bird. Đó, hoặc là còn đây người ta so sánh, nhưng mà so sánh hơn, nhưng mà hơn tất cả mọi người luôn, hơn tất cả mọi loại chim luôn, hơn một cái tuyệt đối. Rồi mình đây có đam thì mình cứ dùng long cờ bình thường thôi, không sai ngữ pháp. Nghĩa là câu này có thể viết thành hai cách nè, cổ chúng là cái loại cổ dài hơn bất cứ loài chim nào nữa, cổ của loài chim nào, bởi vì tại sao cái cổ này dài như thế, cái cổ đấy sẽ giúp chúng tìm gì, tìm thức ăn ở trong nước. Đấy, nó phải cắm cái cổ này xuống. Rồi, và trong một con sông, in a river, có rất là nhiều loại cây và côn trùng cho swan. There are lot of swans and insects. Rồi, swan nó sẽ sống theo kiểu gì? Có phải sống đơn độc không? No, nó sẽ sống như thế nào? Nó sẽ sống có gia đình. Sẽ sống theo cặp hoặc là sống theo gia đình. Đó, và những con swan nhỏ, những con baby swan này thì có rời bố mẹ sớm không? Không. Nhưng mà chỗ này chúng ta sẽ không dùng từ during. During là trong suốt một quá trình, trong suốt một quá trình gì đó. Thì bây giờ mình chỉ nói là during là trong suốt một quá trình kéo dài từ cuối, thì thường thường đi với during người ta hay dùng với những thì tiếp diễn hơn. Nhưng bây giờ con nhìn thấy này, những con swan này don't usually là thì hiện tại đơn rồi, hiện thì đơn rồi. Những con swan bé thì thường không có rời khỏi cha mẹ trước khi cái lứa em bé tiếp theo ra đời. Đó, nghĩa là có em bé mới thì nó sẽ để em bé để cho bố mẹ chăm cái em bé mới đấy, nó sẽ tách đàn ra, nó sẽ trở thành những con swan trưởng thành, nó tự lập. Rồi, và một số loài swan thì không thích mùa đông lạnh, cho nên khi mà trời bắt đầu trở nên lạnh hơn thì chúng nó, chứ không phải tất cả nhé. Tại vì ở đây người ta này dùng some swan, nghĩa là chỉ một vài, không phải tất cả swan. Cho nên khi mà these wonderful birds, những con chim đẹp này, bắt đầu một chuyến đi dài. Chuyến đi tới đâu? Chuyến đi tới to the warmer environments. Chứ không thể at là tại đó luôn rồi ha. Đó, đến đâu thì phải dùng to đấy. From this one to this one. Đúng chưa? From Hà Nội to Ho Chi Minh City. Hồ Chí Minh City to Vũng Tàu chẳng hạn. Rồi, và why a swan usually live, một con swan tự nhiên thì sống khoảng bao nhiêu năm nhỉ? 20 years. Nhưng mà swan nó không phải là người, cho nên chúng ta không được dùng who ở đây, chúng ta sẽ dùng là which. Mệnh đề này là mệnh đề quan hệ nhá, nhưng mà who là thay cho người, còn vì đây là con vật nên mình dùng which. Cái mà những con thiên nga hoang dã sẽ thường sống khoảng 20 năm nhất. Những con thiên nga mà nó sống ở những nơi như là dù thì có thể can. Đây là cái khả năng của nó. Would
là nó giống như kiểu một cái gì đó là mơ hồ. Good can live for 50 years. Những con mà sống trong sở thú á, nó không, nó được chăm sóc bệnh tật, rồi môi trường sống kỹ càng, được cho ăn đầy đủ á, thì nó sẽ sống tận 50 năm. Ha. Rồi, học xong, đọc xong cái bài đấy có tự nhiên thấy rất nhiều thông tin về Swan chưa? Yêu nhiều luôn ha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về phân biệt giữa to and also. To cũng là cũng, mà also cũng là cũng. Tại làm sao thế nào để phân biệt hai cái này với nhau? The first one, also used in the positive statement and come before the verb. Như hồi nãy này, mình nhìn cô cho con nhìn lại cái từ also này. You can also see black swan. Also nó đứng như thế nào so với động từ? Trước hay là sau động từ? Bạn cũng có thể nhìn thấy những con thiên nga đen. Vậy thì chữ also này đứng trước hay là đứng sau động từ? Trước. Trước động từ, đúng không? Yeah, that's right. Còn to, khi mà mình dùng to á, thì nó sẽ đứng ở chỗ nào? Nice to meet you too. I'm good too. Đứng cuối cùng luôn, đó là đứng cuối cùng ở của câu luôn. Đó. Also sẽ dùng cho một cái, dùng cho câu khẳng định, và nó sẽ đứng trước động từ ở trong câu đó. To cũng mang nghĩa như là also vậy, nhưng nó lại đứng ở cuối. Giống như mình có ví dụ nào. Jan speaks French, Peter also speaks French. Jan thì nói tiếng Pháp và Peter cũng nói tiếng Pháp. Hoặc là Jan speak French, Peter speak French too. You see? Thấy vị trí của nó chưa? Và cái thứ hai, to thì nó chỉ luôn luôn đứng ở cuối câu thôi. Nhưng mà đối với also thì nó có bao nhiêu cách đứng? Sẽ có hai cách đứng nhé. Đầu tiên nó sẽ đứng trước cái động từ, nhưng mà nó phải là động từ thường. Động từ thường ở đây là gì? Nghĩa là động từ như là nghe, ăn, uống, nói. Nói chung là chỉ một hành động cụ thể. Nhưng đối với động từ to be, am, is, are thì to be, thì cái also này nó sẽ đứng sau cái to be đó. Ha? Nó đứng sau động từ to be nhưng nó lại đứng trước động từ thường. Ví dụ, Jane is French. Jane là người Pháp. Peter is also French. Đó. Peter cũng là người Pháp. Con nhìn thấy thứ tự của nó không? Hồi nãy này, also này. Xong rồi mới đến động từ speak. Nhưng ở dưới này chúng ta lại có động từ to be trước. Xong rồi để mới đến động từ also. Nhưng mà còn đối với, bây giờ cô chuyển sang cái ví dụ bên này nữa. Chỗ này là Jane is French. Peter is French too. Đó, bên này nó sẽ, cái câu này nó sẽ chuyển sang như thế này. Ha. To vẫn luôn luôn ở với câu to. Vậy thì dùng cái nào đơn giản hơn? Dùng to có vẻ rất là đơn giản, nhưng nếu mà dùng trong văn nói thì mình dùng to được. Nhưng trong văn viết người ta sẽ ưu tiên con dùng also vì nghe nó trang trọng hơn nhá. Nhưng viết bài thì mình dùng also cho cô nào. Rồi bây giờ xem những câu này đúng hay là sai. One number one, shark is fishes. Shark two is plant. Right or wrong? Wrong. Wrong. Vậy thì correct it now. Đọc lại câu đúng cho cô nào. Sharks eat fish. Shark eat plants. So too. So, hoặc là shark also eat plants. Nha, cũng được hả? Rồi, number two. Bat eat insect. Bat also eat fruit. That's right? Right. Good. Next one. Bat eat insect. Bat eat fruit too. Right. Yeah, very good. Now, find out what Grace and Tom are doing. The first one. Whose birthday? James. Okay, what are they doing? First one, what are they doing? Making birthday cake. Yeah, they are making birthday cakes. And then, what is Grace doing? Is making who's making us in dad or mom's birthday.
Yeah. What kind of cake Grace is making? You have answered. I just asked. A birthday. Making a birthday cake. Okay. Cake. Maybe a chocolate cake. Next one. What color is the cake? Chocolate. What color is that? Brown. Yeah, it's brown and maybe pink on the top. Wow. Where is? You can add something to decorate. Gangti, you add something. Yes. À, đâu phải chỉ có làm cái bánh xong rồi bưng nguyên cái bánh màu nâu đen xì ra cho mẹ đâu. Yeah, you can add something. Có thể là pink, có thể là yellow, có thể là blue. Something that you want. That's just an example. Where is Grace making the cake? She is making the cake at her grandma's kitchen. Okay, is Grace making a large or small cake? She's making a small cake. Okay, sure. With what term doing? Tương tự đối với câu bài term thì mình cũng có thể để cô chụp lại cái màn hình một chút. Sau đó mình sẽ về, mình sẽ làm một cái bài tương tự như thế này đối với term nhé. Hiểu không? Đó, sau mình cũng sẽ đưa ra những cái câu hỏi, những cái câu trả lời này đối với bức tranh của bạn Tom. Và con tùy ý con có thể trả lời như thế nào. Okay, just wait. So I... Okay, I think that is enough for today. So we can learn a last part in the next lesson. Huh? Yes. Okay, you are so tired. So I think can't stop. Enough. See you. See you. Yeah.